Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mukbang một cái món ăn là đặc sản quê hương mình nha các bạn. Là các bạn biết đặc sản gì không? Mời các bạn đoán trong vòng 3 giây. Rồi, cái này là đặc sản là của Bình Định mình nha các bạn. Đặc sản bánh ít lá gai. Đặc sản của Quy Nhơn Bình Định. Các bạn đã từng ăn bánh ít lá gai đặc sản Quy Nhơn Bình Định chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ khui nó ra cho các bạn xem nha. Các bạn. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ mời các bạn dùng nha các bạn. Mình sẽ ăn bánh ít lá gai đặc sản Bình Định.
bạn. Bánh nó hơi ngọt cho nên là mình ăn mình không hợp cái khẩu vị ngọt nha các bạn. Mình chỉ ăn được 9 cái thôi các bạn. Rồi các bạn nào thích bánh đít đá gai thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ Quy Nhơn Bình Định nha các bạn. Rồi. Xin chào các bạn.